Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphát. Mình đã quay trở lại với một mẫu laptop văn phòng siêu mới Lenovo ThinkPad T16 Gen 1. Với những chiếc laptop Lenovo ThinkPad thì thường mang đến cho mình một cảm giác rất khác, rất yên tâm về chất lượng hoàn thiện cũng như là trải nghiệm làm việc rất sướng. Và giờ hãy cùng mình bắt đầu video để khám phá chiếc laptop này nhé. Cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này đó là T16 vẫn mang những nét đặc trưng của dòng ThinkPad. Vỏ máy vẫn là một màu đen nhám mạnh mẽ, các góc máy thì được bo tròn, đem lại sự thanh lịch tối giản cho chiếc laptop. Logo ThinkPad vẫn được in nổi bật ở phần vỏ máy lẫn phần kê tay, giúp người dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu. Khung mặt A thì được phủ một lớp magie tạo nên bề mặt mịn, cảm giác sờ rất mát tay, đặc biệt hạn chế tình trạng bám bụi hay bám vân tay hiệu quả hơn so với các phiên bản ThinkPad khác. Và ở đây thì T16 có độ dày là 20.5mm, trọng lượng 1,65kg, một mức cân nặng quá lý tưởng đối với một chiếc laptop 16 inch và các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cất vào túi sách, mang đi làm việc mọi lúc mọi nơi. Và ngoài ra thì T16 có chất lượng build rất cứng cáp chắc chắn, khi các bạn gập mở máy thì hiện tượng flex không quá đáng kể. Và một điểm mình rất thích ở đây đó là phần bản lề có thể mở được 180 độ kết hợp với màn hình góc nhìn rộng, giúp các bạn dễ dàng chia sẻ thông tin với người đối diện. Nếu các bạn đã quen với những chiếc ThinkPad có kích thước là 14 inch thì T16 lại sở hữu màn hình với kích thước lớn hơn 16 inch và được bao trọn bởi cảnh viền siêu mỏng, cung cấp góc nhìn rộng lên đến 178 độ, đem đến không gian làm việc rộng rãi hơn. Và chưa hết, các bạn sẽ sở hữu một chiếc màn hình Full HD, độ phân giải là 1920x1200 với tấm nền IPS, đem đến màu sắc hiển thị sống động và các bạn có thể thoải mái xử lý các tác vụ văn phòng hay đồ họa cơ bản trên chiếc màn hình này. Bên cạnh đó thì màn hình được trang bị công nghệ chống chói anti-glare cùng độ sáng lên tới 300 nits và đảm bảo cho khả năng hiển thị của T16 rõ ràng hơn trong nhiều môi trường với ánh sáng khác nhau. Cạnh trên thì vẫn được trang bị webcam Full HD 1080p cực kỳ sắc nét, thuận tiện cho học tập và làm việc trực tuyến. Ngoài ra thì sẽ tích hợp thêm camera IR hỗ trợ mở máy nhanh chóng và có nẫy gạt che webcam, giúp tăng tính bảo mật hơn cho chiếc laptop của các bạn. Và một yếu tố khác mà người dùng rất quan tâm đó chính là cấu hình. Thì ở đây Lenovo ThinkPad T16 được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-1235U, 8GB RAM, ổ cứng 512GB SSD và đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Và với cấu hình này thì sẽ đảm bảo cho chiếc laptop của các bạn tối ưu khi xử lý đa nhiệm và đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng như Word, Excel cũng như tác vụ đồ họa đơn giản. Phần bàn phím của ThinkPad T16 theo mình đánh giá thì rất là cao, với layout phím full size, có bàn phím số phụ, thuận tiện cho những ai làm công việc nhập liệu. Phím có kích thước lớn, hành trình phím sâu, độ nảy tốt. Bề mặt phím được làm cong ở giữa giúp ôm đầu ngón tay và giúp thao tác nhấn phím chắc chắn và chính xác, đem lại cảm giác gõ cực kỳ sướng. Bên cạnh đó thì phần trackpad vẫn mang những nét đặc trưng của dòng ThinkPad, thì sẽ bao gồm cả nút chuột trái và phải, được hoàn thiện phẳng mịn, kích thước vừa đủ, cảm ứng đa điểm giúp vuốt chạm mượt mà. Và nút checkpoint quen thuộc thì vẫn được trang bị để các bạn có thể dễ dàng thao tác khi không dùng chuột hay là trackpad. Và nút nguồn của máy thì được đặt ở phía bên trên góc phải, tích hợp cảm biến vân tay, hỗ trợ việc khởi động máy nhanh chóng, thuận tiện. Ở đây thì ThinkPad T16 được trang bị hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ, bao gồm hai cổng Thunderbolt 4, hai cổng USB 3.2, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo, cho phép các bạn kết nối với các thiết bị ngoại vi một cách dễ dàng. Và tổng kết lại thì Lenovo ThinkPad T16 hội tụ đầy đủ yếu tố của một chiếc laptop văn phòng đa tác vụ với thiết kế mỏng nhẹ di động cùng hiệu năng ổn định, tính bảo mật cao, thì đây sẽ là lựa chọn lý tưởng của nhiều đối tượng, đặc biệt là những anh em coder công nghệ thông tin. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.